Tôi cảm thấy rất là vui khi được có mặt ở cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi là Siêu Nan từ trung tâm y tế Samsung. Và tôi muốn đưa đến một vài chia sẻ và kinh nghiệm trong sinh thiết mảnh cắt. Đây là một vài các cái gợi ý và các cái cơ sở để chúng ta có thực hiện các cái sinh thiết mảnh cắt tuyến giáp. Và cái bài báo cáo của tôi cũng có phần nào đó ảnh hưởng rất là lớn bởi cái bài báo này. Chúng ta biết rằng là chọc hút tuyến giáp thì có đưa ra một cái tỷ lệ chẩn đoán chính xác cũng như độ đặc hiệu khá là cao. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là một phương pháp mang tính chất hoàn hảo. Nó chỉ đạt được đến khoảng xoay quanh khoảng 80% về độ nhạy thôi. Và tuy nhiên thì trong trường hợp mà có cái tỷ lệ chẩn đoán không tốt, chúng ta vẫn phải chọc hút lại rất là nhiều. Và tuy nhiên là có khá nhiều các cái hạn chế của cái phương pháp chọc hút. Có những cái tiến bộ rất là lớn trong các sinh thiết mảnh cắt tuyến giáp. Và chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả của sinh thiết mảnh cắt khá cao. Chính vì thế chúng ta có những cái gợi ý là đưa ra làm sinh thiết mảnh cắt là một phương pháp. Nó cũng tuy nhiên nó cũng có rất nhiều các cái hạn chế, ví dụ như là chúng ta phải lấy một cái mảnh mô khá là lớn một... mà đương nhiên nó đưa ra những cái thông tin rất là lớn, rất là nhiều các thông tin về mặt mô bệnh học, về chỉ định. Chúng ta biết rằng là chọc hút vẫn là phương pháp đầu tiên. Trong trường hợp chúng ta không chẩn đoán được bằng F&A thì chúng ta sẽ đưa lên chỉ định là chọc sinh thiết mảnh cắt, hoặc là những cái trường hợp sinh thiết mảnh cắt trước không rõ ràng, chúng ta nghi ngờ các cái tổn thương như là u lympho hoặc là những các cái tổn thương kém biệt hóa hoặc là ung thư dạng tủy hoặc là một vài các trường hợp mà đặc biệt là chúng ta có thể sinh thiết mảnh cắt. Đây là các cái dụng cụ. Chúng ta có một vài các cái dụng cụ, ví dụ như là cái kim khoảng 18 đến 21 gauge, độ dài khoảng 6 đến 10 cm, và cái kích thước mảnh cắt khoảng từ 1,1 đến 2 cm chiều dài. Sinh thiết mảnh cắt thì chúng ta cần thứ nhất chúng ta cần một cái lõi ở bên trong, sau đó thì một cái nòng. Chúng ta có một cái kim cắt có cái đầu rất là nhọn và một cái rãnh để chúng ta có thể chứa mô sinh thiết ở đấy. Đây, cái này chúng ta thường là sinh thiết mang tính chất khá là tự động. Có hai cái loại kim để sinh thiết, có thể làm tự động hoặc là bán tự động. Cái trường hợp tự động thì chúng ta có thể là có hai cái hoạt động của kim trong vòng một lần bấm, thì cả cái lõi và cái vỏ nó đều được được chuẩn bị sẵn sàng, và sau đó nó cũng rất dễ dàng để có thể đâm xuyên vào các cái mô cứng. Trong trường hợp cái bán tự động thì thường thường nó chỉ là có một cái hành động thôi, chúng ta gọi là chuẩn bị sẵn, xong đó chúng ta đưa cái vỏ vào trong cái tổn thương, xong nó đẩy cái lõi vào, xong nó lại đẩy tiếp cái vỏ ra. Thường thường là cái kích thước nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cái lý tưởng nhất là khoảng từ 18 đến 21 gauge. Trước khi là làm thủ thuật chúng ta cần phải chuẩn bị bệnh nhân. Chúng ta cần phải cho bệnh nhân ký cam đoan, giải thích cho bệnh nhân rất rõ ràng về mục đích làm sinh thiết chúng ta là gì, rồi thì những các biến chứng có thể xảy ra và cái sự cần thiết của cái thủ thuật này.
Một số các trường hợp bệnh nhân có sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu, chúng ta cần phải kiểm tra. Ví dụ như thuốc chống đông chẳng hạn. Trước và sau khi làm thủ thuật chúng ta cần phải kiểm soát rất là chặt chẽ. Tuy nhiên chúng ta cần phải thảo luận với bác sĩ lâm sàng về cái việc chỉ định ở những bệnh nhân này. Mà nói chung ở chỗ chúng tôi thì đối với bệnh nhân mà có các rối loạn đông máu hoặc sử dụng thuốc chống đông thì cần phải đánh giá hết sức là kỹ trước khi chúng ta có chỉ định. Với thủ thuật chúng ta làm thế nào? Thì kinh nghiệm nó là một yếu tố hết sức là quan trọng trong cái thủ thuật sinh thiết này. Cái thứ hai nữa đó là cái kích thước của tổn thương quan trọng, vị trí của nó nằm ở đâu, đặc tính của nó như thế nào và cái mức độ tăng sinh mạch của nó ra làm sao, chúng ta có thể khảo sát ở trên siêu âm. Chúng ta có thể đi bằng nhiều cách nhưng mà tuy nhiên thì cái cách để lấy một cách tốt nhất mà thông dụng nhất là chúng ta đi qua cái eo của tuyến giáp. Tôi có thể giới thiệu về đây là cái thủ thuật sinh thiết mảnh cắt. Chúng ta có thể gây tê bằng lidocaine 1% và chúng ta đi qua eo của tuyến giáp. Sau khi chúng ta tiêm qua da rồi thì chúng ta sẽ đẩy cái kim, đẩy cái hệ thống coaxial vào. Chúng ta cần phải theo dõi toàn bộ quá trình dưới siêu âm. Trước khi chúng ta bấm cái lõi vào. Và chúng ta phải dự đoán rằng là cái khoảng cách nó còn khoảng bao nhiêu. Chúng ta đo nó. Khi chúng ta khẳng định được là cái việc chúng ta chọc khá là an toàn rồi, rất an toàn rồi, thì chúng ta bắt đầu mới chọc cái lõi của cái kim sinh thiết vào và lấy mảnh cắt. Chúng ta có thể nhìn lại xem, khi chúng ta khẳng định được chắc chắn cái vị trí của nó, xong rồi chúng ta bắn. Chúng ta cũng nên có sử dụng là dùng tay có thể giữ lại một chút. Khi mà cái kim nó nằm ở cạnh cái bao của tuyến giáp thì xong đó chúng ta cần phải đẩy cái lõi kim vào. Ví dụ đây trường hợp này, nếu trong trường hợp những cái tổn thương nó nằm ở phía sau của tuyến giáp thì nó sẽ khó khăn hơn. Chúng ta đi từ phía bên ngoài vào. Đấy, chúng ta nhìn thấy đẩy cái kim vào phía rìa của tổn thương. Và chúng ta nhìn thấy dưới siêu âm, chúng ta nhìn thấy dễ dàng nhìn thấy cái vỏ của cái kim, và đồng thời thấy cái lõi của nó ở phía trong chui vào trong tổn thương. Và lúc này chúng ta có thể yên tâm là chúng ta có thể bấm mảnh cắt. Chúng ta lưu ý rằng là cái tổn thương nó ở chỗ nguy hiểm, mà trong trường hợp bệnh nhân có sơ hóa hoặc là vôi hóa thì chúng ta thực sự rất là khó khăn để tìm ra đâu là cái đầu của cái mũi kim. Chúng ta cần hết sức cẩn thận. Thì trong trường hợp này chúng ta cần phải sử dụng cái hệ thống đồng trục, nó gọi là guiding needle. Cái gợi ý rằng là chúng ta cần phải được thực hiện sinh thiết tuyến giáp đối với lại những người có kinh nghiệm trong chọc sinh thiết cũng như làm siêu âm. Và chúng ta trong quá trình làm chúng ta phải ép cái tuyến giáp, hơi ép tuyến giáp một chút. Ở đây là cái kết quả của sinh thiết mảnh cắt. Trong trường hợp sinh thiết mảnh cắt, chúng ta có thể dễ dàng hơn và có cái phổ rộng hơn trong chẩn đoán, đồng thời chúng ta chẩn đoán được nhiều ung thư hơn. Nhưng tuy nhiên có khoảng độ 9,947 trường hợp mình có thể phải làm lại trong trường hợp mà chúng ta có thể chẩn đoán được trong trường hợp mà FNA chẩn đoán âm tính. Đây là cái guideline hiện nay của cái hội ung thư
Hoa Kỳ. Đó là cái gợi ý thứ năm, đó là CMB này có thể sử dụng thay thế cho cái chọc hút tuyến giáp trong trường hợp mà đã chọc sinh chọc hút chọc hút một lần rồi mà nó âm tính thì chúng ta nên làm sinh thiết mảnh cắt. Trong trường hợp là những không điển hình, ví dụ cái tổn thương mà dạng nang chẳng hạn. Thì cái độ cái tổn thương ác tính của nó chiếm khoảng độ tầm 10 đến 20% trong trường hợp chúng ta đánh giá bằng chọc hút tế bào, nhưng mà khoảng 15 đến 25% chúng ta đánh giá theo cái phân loại của Bethesda. Đây là một vài cái hướng dẫn. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà chẩn đoán âm tính khi mà làm chọc hút tế bào lại nó cũng không thực sự là cao, chỉ được khoảng độ 3,8 đến 31% thôi. Thì chính vì thế cho nên là cái gợi ý của chúng ta sẽ là làm trong trường hợp này thì nên làm sinh thiết mảnh cắt. Đối với trường hợp mà các cái khối không điển hình với FNA cho cái chẩn đoán không điển hình hoặc chẩn đoán âm tính. Và chúng ta thấy rằng là những cái chữa và một cái điều hết sức là quan trọng như gợi ý số 6 này, có nghĩa là chúng ta sử dụng cái sinh thiết mảnh cắt trong trường hợp FNA âm tính hoặc là không gợi ý một cách rõ ràng. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là CMB này nó cũng không thực sự là quan trọng trong cái việc phân loại giữa cái tổn thương dạng nang hoặc là cái u tuyến dạng nang. Nhưng mà rất là quan trọng đó là cái sinh thiết mảnh cắt này nó giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt đối với cái tổn thương dạng ung thư dạng nang mà có vỏ, phân biệt với lại các cái tổn thương nốt khu trú. Năm 2016 thì đây là cái nhóm đồng nghiệp của chúng ta có thể cải biên cái phương pháp làm sinh thiết. Đây là cái phương pháp cải biên, là chúng ta sẽ lấy một phần của cái nốt và một cái phần tổn thương lân cận. Còn trong trường hợp thứ nhất là chúng ta lấy toàn bộ cái kim, cái mảnh cắt là cái mảnh của u, còn cái sửa đổi là chúng ta lấy một phần của cái mô lân cận. Năm 2017 thì cũng là một trong đồng nghiệp của tôi cùng làm. Trường hợp bệnh nhân, chúng tôi sử dụng siêu âm để hướng dẫn và lấy hai cái mảnh cắt. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được tổn thương khi mà cái mảnh cắt đấy nó nằm trong toàn bộ của tổn thương. Thế tuy nhiên thì để phân biệt giữa cái tổn thương nó là tổn thương dạng nang chẳng hạn thì chúng ta cũng nên là lấy cái phương pháp sửa đổi bằng cách là lấy một phần của khối và một phần của cái tổn thương ngoại vi như mô lân cận. Vô hóa là một cái phần rất là quan trọng, đôi khi chúng nó là ảnh hưởng rất là lớn đối với phương pháp chọc hút tế bào và đôi khi đưa ra cái chẩn đoán âm tính. Chính vì thế cho nên là trong cái gợi ý số 8 thì chọc sinh thiết mảnh cắt có thể rất là hữu hiệu thay thế cho chọc hút tế bào trong trường hợp các cái tổn thương có vôi hóa. Theo một vài các nghiên cứu chúng ta thấy rằng là sinh thiết mảnh cắt là một trong những cái phương pháp hàng đầu đưa lên các cái độ chính xác rất là cao. Và sinh thiết mảnh cắt là một cái phương pháp rất là hữu hiệu trong chẩn đoán bệnh học, bệnh lý tuyến giáp ngay từ đầu, đặc biệt là những cái tổn thương mà nghi ngờ trên ung thư.
À, nghi ngờ ung thư trên siêu âm. Sinh thiết lõi hay gọi là sinh thiết mảnh cắt rồi tôi mới nói thì nó có vai trò rất là quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý ung u tuyến giáp khác, ví dụ như u lympho hoặc là các cái ung thư không kém biệt hóa hoặc là ung thư tủy. Rõ ràng là sinh thiết mảnh cắt này nó có vai trò khá là quan trọng trong cái việc chẩn đoán cũng như là quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. So sánh với lại chọc hút tế bào thì rõ ràng là sinh thiết mảnh cắt có một cái độ chính xác cao hơn rất là nhiều, độ nhạy cũng rất cao. Trong trường hợp đấy thì là làm giảm CNB này, nó làm giảm cái tỷ lệ không được chẩn đoán so sánh với lại chọc hút tế bào. Chứ cái yếu tố rất là quan trọng trong chẩn đoán âm tính có nghĩa là chúng ta cắt không đúng chỗ thôi. Thế về tai biến thì sao? Có một vài các cái tai biến có thể xảy ra, ví dụ như là đau hoặc là cảm thấy khó chịu nữa. Và cái tỷ lệ tai biến nó khá là thấp, nó chỉ khoảng độ 4% này. Để tránh cái biến chứng này thì chúng ta cần phải sinh thiết dưới bàn tay của những chuyên gia và cần phải theo dõi thường xuyên cái đầu của mũi kim dưới siêu âm. Chúng ta cần phải hiểu rõ và nắm vững tất cả các cái vị trí giải phẫu của các cái tổ chức tại tuyến giáp và xung quanh tuyến giáp, rồi các cái thay đổi giải phẫu. Và tôi gợi ý cuối cùng, là gợi ý thứ 11, thì đây là một phương pháp rất là an toàn và rất dễ sử dụng. Nó hoàn toàn có thể thực hiện được với một cái mức độ biến chứng rất là thấp. Tuy nhiên chúng ta cần phải được thực hiện bởi người có kinh nghiệm. Có một vài các cái giới hạn chúng ta cần phải quan tâm đến trong tương lai. Cho nên thực tế là bây giờ chúng ta chưa có cái chuẩn hóa cái phương pháp sinh thiết mảnh cắt này. Thế nhưng mà một vài các cái thông tin như là đánh giá về phân tử thực sự là cũng vẫn chưa đầy đủ trong cái kho dữ liệu. Ở một vài quốc gia thì rõ ràng cái giá cả của cái phương pháp sinh thiết mảnh cắt này là một vấn đề, bởi vì nó khá là cao. Thế để kết luận là tôi cho rằng cái phương pháp sinh thiết mảnh cắt tổn thương tuyến giáp này thì nó có thể cải thiện cái hiệu quả cũng như là độ an toàn. Và chúng ta phải biết rằng là cái người mà thực hiện này, chúng ta cần phải biết về kiến thức sinh thiết hết sức là cơ bản, giải phẫu của các cấu trúc xung quanh cái tuyến giáp cũng như là có khá nhiều kinh nghiệm trong trường hợp can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm. Xin cảm ơn.